Nhân dòng An Kỳ Vlog xin chào các bác khán giả tất cả mọi người nha. Hôm nay An Kỳ đi trên ao cá về thì có nó cũng, ở đây cũng trời tiên cũng lạnh. Hôm nay là đây là con chó của An Kỳ Vlog. Hôm nay là An Kỳ chia kiệu cho các con ăn. Nè. Xin nha. Xin ông. Đã không? Kiểu này ngon đấy, kiểu này là hôm nay là An Kỳ đi rừng về, đi chạy cá về thì An Kỳ giết thì An Kỳ ở đây uống nước trà để ở đây sưởi lửa với này nướng thịt cho ăn. Dạ. Đây nào. Nướng thịt cho ăn nha. Này này. Nướng một miếng để mình ăn thử, mình ở đây để ăn nó ấn bụng mà nó ăn ở đây cho nó nói chuyện cùng các con các chó của mình. Đây là toàn các chó của mình đấy, đi học về. Các chó mình đi học về nhưng mà tối thì ông chia sẻ, ông tâm sự cùng các con các chó thì phải ngon như được ông bà này nhá, học mình phải giỏi. Sau này thì mình ra xã hội thì mình mới hiểu, mình mới trân trọng bản thân mình được nha. Anh Thủy, anh Thủy học có giỏi không? Rồi à, anh Thủy là ông học đi thi là được, đi thi múa này là anh Hằng ấy này, anh Thủy, A Thủy là được giỏi đấy, thì A Thủy phải cố gắng hơn nữa nha. Nên là Thánh Vi mới là anh phải chịu khó học nha. Thì sau này mình trở thành người thì mình mới đi, mình mới hiểu biết, thì mình cuộc sống mình mới yên tâm được, mà mình mới sống ra xã hội mình mới hiểu biết được nhá. Học tập thì không thừa đâu. Ôi hôm nay mình nướng một miếng thịt cho á, nướng một miếng thịt cho ăn thì ai ơi hôm nay thì uống trà. Ở đây là uống trà là mình cái thái quen của mình là người biết thì mình muốn uống trà đấy để cho nó sưởi ấm mà nó uống trà nó ngon. Mình uống trà thì người biết thì dân tộc Mông mình thì ở trên vùng cao này thì mình sống thế này thôi. Sống ở trên vùng cao này thì ai chỉ sống kiểu người ở biết thôi đấy, đơn sơ thế nào thôi. Mong các khán giả thông cảm nhá. Ai chỉ có người biết nướng thịt cho này, uống chè thì mình bây giờ vào bếp này uống thôi. Mình uống chè này để cho sưởi ấm ở bếp lửa thôi. Hôm nay chả ngon. Chả ngon đấy. Cái này không cho chín này. Được, ông lấy cái gì đập thật ra. Ông mới ăn kiểu xong thì ông mới cho chín cho ăn nhá. Thực ra đó quá mà. Đây. Ôi, có cọ thế này xong mình mới đập có cọ thế này là mình nó thơm, mình xế ra. Thế ra chung vào. Đây mình cạo cái lớp bụi của nó, cái lớp mà cháy à bố. Ui. Mình làm thế này nó. Người Mông này, đúng chủ người Mông mình ngày xưa là ăn ăn thịt xẻo một ít xong là vùi ro cả nhà. Đúng rồi, mình đây mình cho vào bếp. Đấy, nó phải bỏ chốt thế này mà. Bỏ chốt thế này đấy. Ăn thử thế nào. Thơm. Ngon lắm. Ừ, đỏ thế này mới là thịt cho chuyển nha. Mềm lắm, ăn ngon. Đấy. Vừa uống trà vừa ăn thịt cho
thôi thì mình được tâm sự cùng các cháu. Mình mong mình mùa đông ấy, trời rét ấy thì hay ngồi bên bếp lửa cả nhà. Bây giờ giết rồi mình toàn bếp lửa nhiều thôi. Đây cái mẻ thịt trâu là mấy bố con là mới làm này. Thế là mình đã được rồi này. Thì bây giờ là hồi xưa thì mình ở trên đời kia là mình ăn thịt cho thì hồi xưa thì chủ yếu là cho nó lan đời này hay là nó tai nạn nọ kia thì mình ăn thì thôi. Bây giờ là mình đi mua ở chợ họ cũng mổ cho mổ bò là mình mua ăn thịt cho thì mình đi mua mình làm một cái thịt ngắt bên này các khán giả phải làm xem cái này là bây giờ mong mình chỉ có giá ở đây thôi. Khô lúc nổi, khô rồi thì nó ngay ngon. Mình xé lâu quá thì xé nhanh quá thì không ngon. Nhưng bây giờ là mình có thịt cho bán thì mình đi mua là nhà mình thì, của mình thì xưa là mình để kẻ chiếu, mình không ăn thịt. Đấy. Thế con trâu ngày xưa của mình là mình của gia đình là không ăn thịt đúng không bố? Vâng. Ngày xưa là con trâu là làm chiếu sức để cho gia đình mình làm. Những cái con thế là mình không ăn, mình thương lắm, mình không ăn. Vâng ạ. Thế bây giờ là mình đi mua ở ngoài để làm thịt cho các bếp thôi. Vâng ạ. Ở chợ thì bây giờ nó phải siêu bố ở trên rừng đó mà trên mưa kia, kiếm đời tít trên kia rồi. Bây giờ mới được ở gần đây thì càng đỡ, từ khi đi vất vả lắm. Thế là mong các con phải càng học tập nhiều nữa, con này mình. Nghe nha, bây giờ ông kể chuyện cho các cháu nghe nha. Thử nha. Hồi xưa ông đi học á, ông không được thuận lợi như các cháu bây giờ đâu. Ông đi học xa. Hồi xưa thì nói chung là đồng tiền rất là khó khăn. Nhưng bây giờ thì ông đi á, thì ông đói như gì. Ông từ đấy thì nhà trường càng không có cơm ăn, chỉ ăn gạo ngô với gạo thóc nó lấm nhau. Ăn mềm mén là bố? Không phải là mềm mén nhưng mà một nửa gạo ngô, một nửa gạo thóc đấy. Nó ở trường A, mấy người đấy ba bát cơm thôi, ăn chỉ có canh rau thôi, canh rau cải thôi nhưng mà ăn rất ngon luôn. Thì bố thử ấy, bố khó khăn quá thì bố mới đi thì bố kiểu là bị đau bụng ấy, bố bị kiết lỵ á bố, kiết lỵ là ốm cả tuần luôn không biết khỏe, bố mới về mà không thấy bố rất là hối hận. Bây giờ là các cháu là phải đi học, chịu khó học. Bây giờ ông rất là hối hận là ông không được học đến nội đến chốn, ông chỉ có học đến lớp 3 thôi. Học đến lớp 3 rồi bây giờ ông chỉ có biết đọc này, biết viết một tí thôi, là tính toán những cái nọ cái kia thì ông còn hạn chế lắm. Mong các cháu phải đi học nhiều vào. Nhưng mà bố ấy trước bố bảo là cái gì mà bà đời đấy bố đi học bà cho tiền bố đi mua khoai gì ấy. Đấy, củ khoai là ui dồi, thiền khoai lắm. Đi ra chợ kịp là tao bán khoai không có tiền á, tiền cái gì là mua được khoai ăn là rất là hạnh phúc rồi, rất là tốt rồi, không như bây giờ đâu. Thế bà cho bao nhiêu bố? Đấy thì bà đúng cho 20 đồng hay là 200 đồng thì không biết rồi, nhưng lâu quá rồi. 200 đồng á? Ừ. Wow. 200 đồng thôi đấy. Cái tờ 200 đồng ngày xưa á? Ừ. 200 đồng ngày xưa. Thế mua được bao nhiêu củ khoai bố? 200 đồng thì nhiều chứ. Thế? Một. Củ khoai 2 đồng thôi mà. Thế? Ừ. Thế sao mà ngày xưa bà nhiều tiền đấy? Bà không có, nhà bà bán thóc này, bán lợn, bán gà. À, thường xuyên là đi mua vẻ mặt để có cái phiếu mọ dịch phân phiếu cho mình thì mình mới đi mua được đi mua được vải này, đi mua được mắm mới này, nó phải phối hết chứ không như bây giờ. Thế à bố? Mình phải có giấy tờ mới đi mua được. Từ bao cấp thì nhà nước mình còn chưa hiện đại thì mình còn là học tất xá, mình còn đấy, bố còn nhỏ còn chưa
chưa tính là một người là lao động, nói chung là hồi xưa thì điều hối hận nhất của đời của bố là bố đi học á, thời đấy thì nó cũng không được học lắm đấy chốn, nhưng mà bố chỉ còn học hết lớp 3 thôi, nhưng mà ông bà với mẹ ông cụ nhà mình đấy thì hồi xưa thì cũng làm dân quân du kích chúng Mỹ chúng Pháp đấy, thì dạ. Nói chung là ông rất kiểu biết là ông rất mong muốn là ông rất là động viên bố đi học, nhưng mà ông bà càng về, ông bố về mấy lần thì ông bà còn đưa đón ông, còn đưa bố đi đấy, để đưa ông đi, đưa bố đi. Nhưng mà ngày xưa đi học là bố đi bộ hả bố? Đi mình nhờ xe bếp, mà xe bếp là xe tải thôi. Xe tải á, thế chở lươn như là xe tải kiểu gì bố? Không luôn đấy. Xe tải chở lợn á? Không, cái xe tải xe của Liên Xô kia đấy, Liên Xô cái đầu dài kia đấy. Thế á? Cái xe mà đầu dài mà nó có phải nó chở một đám lợn bây giờ không? Không phải cái đấy đâu, bây giờ không phải có à? Xe đâu. Thế à? Xe gọi xưa là gọi là cái xe gì mình cũng không biết, mà cái xe người ta gọi là xe Liên Xô cơ. Thế à? Thì cái đỏ nó trắng trắng này thì, nhưng mà cái xanh xanh, nhưng mà cái đỏ nó trắng trắng này thì hồi xưa thì có cái xe bếp từ Tam Đường mình lên thành phố Lai Châu. Hồi xưa là Tam Đường mình thì thị trấn Tam Đường mình ở trên thành phố, nhưng mà thì ở trên thị trấn Tam Đường là trở thành thành phố rồi, mà Tam Đường thì lại xuống huyện mình ngay gần gần đây rồi đấy. Điều với hận nhất là bố là hồi xưa là không học cái nơi đến chúng, bây giờ là bố mới cho các con đi học. Hồi xưa là bố cũng học được hết lớp 3 nhưng mà bố nói chung là biết đọc biết viết này, là biết, nhưng mà con không ngờ là bố học hết lớp 3 mà bố biết cả cộng trừ nhân này, chia này, biết là xong là bố biết cả này, viết biết nghe biết viết mà luôn này. Biết viết là biết đọc luôn. Cái một thời gian là pơ, hồi con nhớ hồi con lớp 6 lớp 7 con dạy bố viết nữa nhỉ. Hồi xưa là nói chung là bố cũng thân quen các chú bộ đội lắm. Dạ. 19 ấy. Sư 3 16 này chú cũng quen mấy chú bộ đội, là một chú là anh Khô, người ở đấy Sơn La, người Thái. Mà chú bộ đội là anh Quan. Chú Quan là người ở dưới Yên Bái hay sao đấy, là dạ. Tài. Một chú bộ đội là ông Như, một chú bộ đội là ông Hát. Vâng. Các chú bộ đội là công chức to chứ. Dạ. Trung sung. Hồi xưa bố ở đây ông đưa bố đi ăn Tết bộ đội ở trong sư đoàn 36 này này. Bố đi đến là cổng không? Bố đội cứ đứng thẳng hay là sao đấy? Đứng thẳng nó mang sống hai bên cổng này là hai chú bộ đội. Vâng ạ. Nắp đạn hết đấy, không đứng thẳng không lấy chuyện luôn. Thì đấy thì nó mới bảo là ông với ông say rượu ông cứ nó lấy chuyện ở kia đấy. Vâng. Tôi còn nhỏ tôi còn sợ. Nói chung là bây giờ là mình cũng được các con thế bố mới hiểu biết là thế thì học hành rất là quan trọng. Thì bố mới cho các con ai cũng đi học, không biết nhiều nhưng mà không phải hết học hết cấp 3. Lớp 9, lớp 10 thì nói chung là bố sáu đứa con như chúng mày bố cho đi học hết. Vâng ạ. Nói chung là không bị một người để là mù chữ cả. Vâng. Nói chung là bố Pơ là cũng hiểu biết, nên là bố Pơ là cho anh chị này, tất cả anh chị anh em nhà Pơ là ai nhưng cũng đều được học hết rồi. Học không phải là tại bố mẹ nó nha. Thì các con đi học thì cũng có người thì học hết 12, có người học hết cao đẳng. Nói chung là không làm cái gì đâu nha, mình chỉ có biết hạch toán cho ở trong đầu mình là được. Vâng ạ. Bây giờ thì các con các cháu phải cố gắng, không phải là mình không học hành. Học hành là quan trọng nhất ở đời mình. Thế không học là mình không biết cái gì luôn đâu. Vâng. Thì nói chung là một thời đấy thì bố cũng nhớ một thời là bố đi học ấy, nhưng mà bà hồi xưa là bà còn động viên nhiều hơn ông nhá. Bà là một người phụ nữ thế, nhưng mà bà bảo là thôi lần này con cố gắng đi học nhá, cố gắng đi học phải học sau này mình thành cán bộ luôn đấy, bà nói thế đấy. Vâng. Đùa thôi. Nhưng mà bà của Pơ ngày xưa cũng là, mình cũng nghe kể là một người trong làng, mà một người phụ nữ mà hiểu biết đấy cả nhà. Ngày xưa ông cũng là không làm cán bộ đâu, mà ông
các người nội khác đến toàn bộ nhà ông, toàn bộ ông họp họp bản này, họp cái gì toàn là nhà ông mà. Dạ. Ví dụ là từ lúc bà còn bỏ, ông không làm cái gì thì tại sao mà bản nó cứ về về họp ở nhà mình? Thế ông bảo là thôi thì đấy là thì ai muốn cũng không được mà ai không muốn cũng được. Phải... mọi người yêu quý thì mới vào đó bố. Đấy. Ông một người là du kích thôi nha, ông cũng học từ ông Sở ấy, thì ông Sở là một cán bộ thiết lý bộ đội, thì ông cũng hay đi quan hệ với ông Sở. Ông Sở là một cán bộ là hồi xưa đi bộ đội đấy, thì ông rất là sạch sẽ, về nhà là gì có một cái bàn thôi, nhưng mà mình có bàn ống nước này, có chỗ ăn chỗ ở này, chén thì xưa thì lấy cái do này để rửa thôi. Thế à bố, lấy cái do để rửa chén á? không có dầu rửa bát như bây giờ đâu. Thế à? Cái do này đưa nước nóng xong mình rửa lấy cái nó có sạch không bố? Sạch mà. Không, con chưa từng rửa kiểu này đâu bao giờ. Đấy, không như bây giờ đâu, không như bây giờ. Có dầu rửa bát này cái gì cũng có. Dạ. À, mong muốn là các cháu phải hiểu được cuộc sống bây giờ, hiện tại bây giờ là cũng là so với hồi xưa là nó sẽ khác đi nhiều, mới tuổi một khác. Đấy. Bây giờ là cũng muộn rồi, nên là hôm nay là ba bố con Pơ với cả mẹ này ngồi bên bếp lửa nên nói chuyện với các bác thôi. Bố có gì muốn nói không? Vâng, nói chung là cũng muộn rồi thì các cháu nó nghỉ mai, các cháu cũng đi học, thì ông cũng xin phép chào khán giả là hôm nay là mình mong khán giả ủng hộ A Kỳ nhá. A Kỳ cảm ơn. Nếu mọi người muốn mua thịt trâu gấp bếp thì có thể liên hệ qua bếp trên bản, qua số điện thoại là 0923 456 766 nha cả nhà. Bye bye.